Lý chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Thì có rất là nhiều anh em hỏi lễ cái cách phân biệt kìm bấm vai riếp dựa theo cái code, cái chữ ở phía sau của cái đuôi này nè. Đó, làm sao mà biết được nó sản xuất ở những năm nào. Đó, thì đây là kinh nghiệm cá nhân thôi, chứ em không phải là lên đây hướng dẫn gì hết. Đó, nói chung là em chia sẻ những gì em biết, những gì em tích góp được thôi. Nói chung là mình mua một cái cây kìm, nó có cái hộp và nó có cái giấy, nó có ghi năm, có thông số. Đó, thì mình mới biết được. Thì sưu tầm lâu, với lại là học hỏi từ những anh em mà người ta sưu tầm trước. Đó, thì mình tích lũy được thì mình chia sẻ lên đây thôi, chứ nói mà cây kìm bấm nó sản xuất vào năm nào thì nó rất là khó nha mọi người, tại vì nó giai đoạn nó thiệt là dài luôn, mà nó đóng cái chữ nó giống nhau cho nên là nó rất là khó, nó còn dựa vào nhiều dấu hiệu khác nữa. Rồi thì em sẽ đi vào phân biệt từ đời cổ xưa nhất nó có một lẫy thôi cho tới những cái đời hiện đại ngay bây giờ. Thì trên bàn này là cái dòng 10R nha mọi người, tại vì cái dòng 10R nó khá là phổ biến nó, cho nên là em lấy cái dòng này để so sánh đó, mọi người dễ dễ phân biệt. Đầu tiên là những cái cây một lẫy mà được sản xuất trước năm 1951 nha mọi người. Thì những cây kìm sơ khai á thì ở đây không khó, không có nha mọi người. Thì có những cây kìm mà nó đưa vào hoàn thiện nói chung là dùng được á, còn những cây kìm sơ khai mà lúc nó mở màng thì em không có được cây nào hết. Thì có thể nói là đây em được một cái cây như thế này nè, là nó sản xuất trước năm 1951. Thì trước năm 1951 hình dạng nó sẽ như thế này, hai bên này nó hoàn toàn không đóng bất cứ cái kỳ hết cái gì nha mọi người. Hai bên này nó trắng tinh như thế này, không đóng gì hết, trên này nó không đóng gì hết, ngay miệng này nó có thể là có ghi hoặc không ghi cái thông số độ mở cũng được. Cái này là không tới một một phần tư nè, đây không không đến một một phần tư, thì có thể có cây có cây không, nhưng mà ở đây nó không ghi nô 10, 10C, 10R gì hết, hai bên này hoàn toàn không có ha. Đó, còn ở đây thì nó ghi như thế này, đây nó có tổng cộng là đóng hai chỗ, đóng ở giữa này với đóng ở sau. Đóng ở giữa này đóng chữ vai riếp nè, điều quýt nè, điều quýt là cái chỗ mà nó sản xuất á, cái nơi nó sản xuất á, vai riếp là công ty nè, của A dưới ha. Còn đây là cái bắt độc quyền nè, rồi cái này là 14 tháng 4 1942 nè, rồi thêm một dòng chữ ở dưới này nữa nè. Đó thì nó sẽ đóng tổng cộng là thường thường ta nói cái này là những cây 6 dòng code là như vậy mọi người. 6 dòng code thì những cây như thế này được sản xuất trước năm 1951. Đó, trước năm 1951 nha mọi người. Đó, thì nó có thể là silicon như thế này hoặc có thể là si kẽm. Si kẽm thì lâu ngày nó sẽ đen thui nha mọi người. Em sẽ lấy một cây si kẽm ra minh họa luôn. Đây. Hai bên cũng trắng tinh luôn, không có cái bất kỳ đóng cái bất kỳ gì hết, miệng mồm đâu không có đóng gì hết nha mọi người. Không có đóng gì hết nha, trụi trụi ha. Nhưng mà ở đây tổng cộng là nó có 6 dòng nè, 6 dòng chữ tất cả nè, vai riếp nè, điều quýt nè, code A nè, rồi ở sau này nó cũng linh tinh y như cây kia luôn, nhưng mà nó mờ quá mình hết thấy rồi nha mọi người. Đây nè, em nghe như thế này mọi người thấy nè, nó 14 tháng 4 1942 nè, nó rất là khó thấy. Thì có thể si hai dạng nha mọi người, đây là cái cây si niken nè, nó trắng sáng nè, một cây này là nó si kẽm nè, thì lâu ngày nó sẽ xấu như thế này. Thì giai đoạn một lẫy nó si hai hai kiểu lẫn nhau người, nó si vừa niken mà nó vừa si kẽm luôn. Rồi tiếp theo em sẽ đến với cái cây sản xuất từ năm 1951 tới năm 1957 nha mọi người. Năm 1951 đến năm 1900, từ 1951 tới 1957 nha mọi người. Đó, thì đây những cây 1951, 1957 nó có hai form dáng. Cái giai đoạn 1951 nó đến 1957 thì nó có cái logo bắt tay ngay chỗ này. Đây mọi người thấy logo bắt tay nè. Đó, hai cánh tay bắt lại nè, đóng chữ Varip nè. Bên đây nó đóng như thế này nè mọi người. Đó, và trên này nó rút gọn lại chỉ còn có ba dòng chữ thôi nha mọi người. Ba dòng chữ giống như cái dòng chữ đuôi của những cây mà sản xuất ở giai đoạn trước 1951 vậy. Đây cái dòng đuôi nè. Dòng chữ ở đuôi này nó trùng với dòng chữ này, còn cái dòng chữ này bây giờ nó dời vô đây rồi nha mọi người, nó dời vô đây rồi nè. Petersen David Yuta nè, đó thì nó dời vô đây, nó đóng cái hông này thêm ha. Đó thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn đầu của thập niên 50 á, tức là 1951 tới giữa 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 những năm 50 á, thì nó sẽ như thế này. Cái form dáng hai cây y chang nhau nha mọi người, form dáng y chang nhau luôn, y chang như cây đời trước của nó nè. Đó, form y chang luôn, nó cũng si kẽm và si niken nha mọi người, si kẽm và si niken. Rồi cái tiếp theo nữa nó cũng là cái giai đoạn sau đó, nhưng mà cũng là hàng của những năm 51 1957 nha mọi người. Đó thì cái form dáng nó sẽ hơi khác hơn một tí, mọi người nhìn em so sánh nè, ở đây nó hơi hơi cong lên nè, còn này nó hơi cụp xuống nè. Đó, này nó đánh lên rất là cao nè, ngay chỗ này mọi người nhìn ở trên nhìn xuống sẽ thấy như thế này nè, còn đây nó rất là mềm mại nè ha.
mềm mại, còn đây nhìn nó góc cạnh hơn nè, người nhìn thấy nè. Đó thì cái giai đoạn tiếp theo nè, đó nó có ống nô 10, cái này cũng có nô 10 nha mọi người, 1951, 1957 cũng có logo bắt tay nhưng chỉ có một đẩy thôi. Đó thì ba dòng chữ cũng y chang như những cái cây trước đó luôn. Đó đây logo bắt tay, rồi bên này Dewitt USA. Thì những cây này sản xuất ở giai đoạn mà giữa giữa tới cuối cuối mọi người đó, từ khoảng chừng độ 50 mấy tới 57 á. Đó, thì em chỉ nói phỏng phỏng như vậy thôi chứ không chính xác được đâu, chính xác thì nó lại sai nha mọi người. Đó rồi thì nó cũng si hai dạng, cây như thế này nó cũng si 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 niken và si kẽm. Si kẽm em cũng có nè mọi người nè, y chang như thế này thôi, mọi người thấy giống nhau không, nhưng mà này là si niken trắng còn này là si kẽm, chữ nghĩa đâu giống y chang vô hết. Đó thì nó si hai dạng nha mọi người. Rồi đó là những cây kiềm một lẫy. Thì nói chung một lẫy là được sản xuất trước năm 1957 đó, một lẫy mà hai bên không đóng bất kỳ thứ gì hết thì được sản xuất trước 1951 nó như vậy đi mọi người, nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Rồi tiếp theo chuyển sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn những cây kiềm hiện đại mà sáng chế thêm cái lẫy mở, lẫy phụ nha mọi người, lẫy phụ mở ra để mình mở nhanh đó. Đây nó mở nhanh như thế này đó, thì bắt đầu từ năm 1957 trở về sau nó mới có những cái cây mà có cái lẫy thứ hai nằm ngay chỗ này. Ừ. Thì cái cây này là cái cây giao thoa nè mọi người, giao thoa thì cái đít này nè, cái đuôi này nè nó đóng như thế này ha, đóng là những cái chữ như thế này. Ừ. Chữ như thế này mà cái đuôi này nó bè nha mọi người, nó bè ra đó, sau đó cũng là giai đoạn những năm 60 luôn nè đó, nhưng mà cái đuôi này là cái đuôi nó ôm, nó ôm tròn mọi người thấy nó ôm tròn xuống nè, còn cái đuôi này nó bè ra dần nhìn như nó bẹp vậy, còn này nó ôm tròn xuống nè, người nhà thấy, hả? Ôm tròn, ví dụ mọi người đổ nước vô đây nó như cái muỗng vậy, còn này nó nằm bẹp ra, hả? không có bè ha. Thì cái cây này là cây đoạn giao thoa giữa đời một lẫy và hai lẫy thì nó sẽ ra những cây cây như thế này, đó, đuôi nó còn bè ra như thế này, nó bè ra bè to ra, hả? Bè to ra, còn cái này nó ôm tròn, tròn nhìn rất là thon gọn, còn này nó còn bè ha, chữ nghĩa thì nó giống nhau hết. Đó, thì cái giai đoạn này là giai đoạn đầu những năm 60, còn giai đoạn này là giữa giữa tới cuối những năm 60 ha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo em có những cây mà nó sản xuất ở những năm 70 hả. Đây đời của nó có thể là từ năm 1973 tới năm 1976 77 đó, thì những cái cây những năm 70 như thế nó sẽ đóng như vậy nè, đây nè, đây nó đóng hai dòng chữ nha mọi người, hai dòng chữ. Đây những cây những năm 60 thì nó đóng ba dòng. Đó. Những cây những năm 70 thì nó rút gọn bớt cái dòng cuối cùng. Đó. Cái bắt độc quyền thì vẫn y chang nhau nha mọi người. Bắt độc quyền vẫn y chang nhau. Đó. Nó rút gọn thêm chứ không gì hết. Đó. Đối với những cái cây như thế này mà cái dòng 7R thì nó đóng ở giữa thân vậy nè mọi người. Đóng ngay khoảng này nè, chứ nó không có đóng ở đuôi nha. Đóng ở giữa thân. Đó. Rồi cây ba dòng cốt cũng vậy, mà đời những cái cây xa nhỏ thì nó đóng ở giữa thân nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo em có những cái cây mà nó đóng chữ vai riếp. Nó đóng vai riếp thì bắt đầu là 1977 là thấy nó xuất hiện rồi nha mọi người. Những cái hộp mà 1977 em có thì cái cây này nó nằm ở bên trong em mới biết nha. Đó, thì 1977, 1982, 1989 thường là nó đóng vậy mọi người. 1977, 1982, 1988, 1989 thì nói chung là nó đóng chữ vai riếp thì em bắt nguồn từ 1977 tới 1989 nha mọi người. Nó như vậy để cho nó dễ. Thì trên hộp thường thường em thấy nó như vậy đó. Đó. Đây, đây là những cái cây 1977, 1989 thì nó đóng vai riếp, nó cũng có hai dạng đóng vai riếp nha mọi người. Này thì nó đóng vai riếp không có cái gạch ở dưới đít, còn một dạng nữa là nó đóng vai riếp có gạch ở dít, thì em không hiểu cái đó là cái gì hết, nhưng mà em sưu tầm nó có hai dạng thì em sưu tầm hai dạng thôi. Nó cũng không biết cây nào mà đời trước cây nào đời sau nữa đó, nhưng mà nó sẽ như vậy. Thì một số cây bảy in thì nó có đóng ở thân này nè, đóng chữ vai riếp ở giữa này nè, rồi một số cây bảy nó đóng vai riếp ở sau đuôi nữa, thì nó nhiều dạng lắm. Nói chung là cũng mình không có quan tâm, nhưng mà cứ nói tới đóng chữ vai riếp thì mình nghĩ ngay đến nó sản xuất ở những năm 80 đi cho nó dễ vậy đi, sản xuất của hàng của thập niên 80. Còn những cây mà đóng một cái như vậy nè, một hai dòng chữ như thế này thì mình nói là sản xuất ở thập niên 70. Còn những cái cây nào mà ba dòng chữ như này thập niên 60, còn cái này là thập niên 40-50 đó, vậy cho mọi người dễ hiểu ha. Đó, nói chung là mình gom thành một cái thập niên đi cho nó dễ hình dung. Rồi tiếp theo, cái này là hàng của thập niên 90, bắt đầu từ 1989 tới năm 2004
4/4/2005, tại vì khúc sau là bắt đầu đóng chữ Erwin rồi mọi người. Đóng chữ thêm chữ Erwin thì mình không nói đi, em đang thiếu cây Erwin. Đó, thì mọi người ai có cây Erwin mà sản xuất tại Mỹ em mới mua nha, thì em sẽ thu mua nha. Đó, thì giai đoạn này nó sẽ đóng là mắc in USA, đa phần toàn bộ trong giai đoạn này là đóng mắc in USA hết, toàn bộ hết nha. Sản xuất tại Mỹ như thế này đóng toàn bộ mắc in USA hết. Đó, thì từ năm 1989 tới năm 2000 khoảng 2002 là nó hết rồi mọi người. Tới 2003 là bắt đầu em thấy nó có đóng Erwin rồi. Đó, đóng chữ Erwin thêm ngay chỗ này nè. 2003 nha, tại vì em có sản xuất những cây kiềm mà được sản xuất năm 2003 đóng Erwin thì em thấy rõ ràng rồi đó. Đó, còn hồ full hộp luôn á, đợt trước em có. Đó, thì tới 2002 là hoàn toàn nó không còn, còn nó như nó tuyệt chủng cái dòng này rồi. Bắt đầu 2003 trở đi là nó đóng Erwin, nhưng mà Erwin vẫn sản xuất tại Mỹ, vẫn đóng mắc in USA y chang như thế này. Có đóng thêm chữ Erwin ngay chỗ này, với lại cái logo này nó bị biến mất. Đó, nó ghi là đờ Virip hay gì trên này nè, em quên mất rồi. Đó, rồi thì em cầm trên tay một cây này nữa, thì cái cây này á nó được sản xuất duy nhất 2 năm thôi mọi người, đó là 1997 tới 1998. Thì cái cây này là một cái phiên bản kỷ niệm 75 năm thành lập Virip, nó tính từ 1924 đến 1998 nha mọi người, 1924 đến 1998, nhưng mà 1997 là nó bắt đầu có sản xuất rồi. Những cái cây mà em có bìa giấy này, nó 1997 là nó có chữ này rồi. Đó, thì 1997, 1998 thì nó có những cây này. Rồi tiếp những cây 1998 trở nên 2002 nó lại đóng như thế này nữa. Đó, lại đóng quay trở lại như thế này. Đó, tại vì nó sản xuất một số lượng nhỏ này, kỷ niệm 75 năm thôi nha mọi người. Đó, thì cuối ở giai đoạn đó thì tới cái giai đoạn Erwin. Erwin ngay chỗ này nhưng mà vẫn đóng mất USA. Rồi sau đó nữa là Erwin, và trên này không đóng gì nữa hết. Chỉ ở đây là cái chốt này là chốt tán. Nó tán giống như vậy nè, chứ nó không còn cuộn nha mọi người. Tán giống y chang như thế này, nó không cuộn. Cái đuôi này nó có âm thêm một cái lỗ lục giác, để khi mà chúng ta bóp cứng quá lớn xả lục giác ra. Đó, thì cái đó là cái dấu hiệu nhận dạng những cái kiềm sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người. Trung Quốc thì nói để mọi người, nói chung là cái đó thì mua hàng ở chỗ em thì nó sẽ không xuất hiện những cây đó đâu, nhưng mà trên thị trường có rất là nhiều. Thì những cây Trung Quốc như vậy giá của nó dao động từ 200.000 tới 400.000 thôi mọi người. Đó, tránh để mọi người mua lầm, tại vì có nhiều ông anh nói với em là anh mua những cái cây như vậy chụp hình gửi cho Lễ coi, thì anh nói là mua 1.500.000 tới 2.000.000 gì đó. Đó, nói chung là mua những cây đó thì bị hớ, nói chung là người ta bán được như vậy thì mình mua như vậy mình cũng rất là đau lòng luôn ha. Cái đó là bị hớ chắc rồi đó, tại vì những cây đó là sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc rồi, Đài Loan rồi mọi người. Đó, rồi thì em hướng dẫn phân biệt như vậy thôi, em chỉ mọi người cách phân biệt như vậy thôi, đó là cái cách đơn giản nhất. Đó, cái dòng 10R này thì nó dễ, còn cái dòng 10WR, 10CR thì những clip sau em sẽ hướng dẫn mọi người, em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm, tại vì nó nhiều cái phức tạp lắm, chốt phụ ấy tá lả hết á. Rồi, tiếp kết thúc tại đây nha mọi người, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha, bye bye.